Cine xin chào anh chị và các bạn. Vào những ngày đầu tháng 4 rực lửa thì hiện tại đội ngũ Cine đang có mặt tại tuyến đường số 1, cũng là tuyến đường chính dẫn vào cổng số 1, cổng chính của sân bay quốc tế Long Thành. Phải nói là cái tiến độ ở đây mỗi ngày mỗi rõ ràng hơn. Và để cập nhật những cái thông tin chính xác về hạ tầng như thế này, anh chị và các bạn nhớ nhấn like và theo dõi kênh Cine thường xuyên nhé. Chắc chắn rằng sân bay quốc tế Long Thành thì ai cũng đã biết rồi. Và Cine cũng đã liên tục gửi đến anh chị và các bạn những video cập nhật những tiến độ thường xuyên và mới nhất của sân bay quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, sau khi sân bay quốc tế Long Thành được đưa vào hoạt động thì đối với những anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh miền Tây, chúng ta sẽ vào sân bay quốc tế Long Thành bằng những tuyến đường nào? Cine xin chia sẻ các con đường đang thi công để kết nối từ địa phương nơi chúng ta sinh sống thẳng vào sân bay quốc tế Long Thành như sau. Nếu từ thành phố Hồ Chí Minh, anh chị có 3 hướng kết nối với sân bay quốc tế Long Thành. Từ cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, kết nối vào đường Vành Đai 3, kết nối đường 25C cũng là trục chính của sân bay. Thứ hai, từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, kết nối tuyến số 2, kết nối trục chính vào sân bay. Thứ ba, từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, kết nối với quốc lộ 51, kết nối với đường 25C cũng là trục chính của sân bay. Đối với những anh chị ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì kết nối từ cao tốc Bến Lức Long Thành với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu vào đường 25C cũng là trục chính của sân bay, hoặc từ cao tốc Bến Lức Long Thành với quốc lộ 51 kết nối với đường 25C cũng vào trục chính của sân bay. Hai tuyến đường được khởi công vào ngày 14 tháng 7 2023, nằm trong gói thầu 6.12 thuộc dự án thành phần 3 trong dự án sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ, sẽ giúp kết nối sân bay Long Thành với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51. Trong đó, đường T1 dài 3,8 km, điểm đầu từ cổng phía tây sân bay Long Thành kết nối với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, quốc lộ 51 và điểm cuối khớp nối tỉnh lộ 25C thuộc Nhân Trạch Đồng Nai. Sau hơn 7 tháng thi công, tuyến đường công vụ kết nối từ quốc lộ 51 vào công trường thi công dự án cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành đã hoàn thành, phục vụ việc vận chuyển máy móc, vật tư xây dựng từ quốc lộ 51 vào khu vực công trường nhà ga sân bay Long Thành. Tuyến đường công vụ khi hoàn thành, nhiệm vụ vận chuyển máy móc, vật tư xây dựng sân bay Long Thành sẽ được làm giải phân cách tuyến T1. Tuyến T1 là tuyến đường rất quan trọng, tạo thành hệ thống kết nối cho sân bay Long Thành với quốc lộ 51, có bề rộng 85 đến 120 m, 8 làn xe chính và 6 làn đô thị song hành. Tuyến đường công vụ sau khi tuyến T1 hoàn thành sẽ được làm giải phân cách và trồng hoa. Hiện đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc làm các hạng mục chính của tuyến T1. Tuyến T1 có điểm đầu kết nối quốc lộ 51, đóng vai trò quan trọng, được xem là cửa ngõ vào nhà ga sân bay Long Thành khi hoàn thành. Tuyến đường cũng sẽ kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuyến số 2 dài 3,5 km, có điểm đầu giao với tuyến số 1, kéo dài song song với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và điểm cuối giao với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Tuyến số 2 được quy hoạch với quy mô mặt cắt ngang rộng 134 m, bao gồm cả quỹ đất dự trữ để xây dựng tuyến đường sắt. Riêng tuyến số 2, địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 53 hectare đất để phục vụ thi công, đạt hơn 88% tổng diện tích đất cần thu hồi, với phần diện tích đất còn lại là hơn 7 hectare của 135 trường hợp. Hai tuyến giao thông T1 và T2 kết nối sân bay quốc tế Long Thành với quốc lộ 51 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Các đường hiện hữu đi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh trong khu vực phía Nam. Vâng, thưa anh chị và các bạn, có lẽ là sau tuyến metro số 1 sắp được đưa vào vận hành và khai thác vào tháng 7 năm 2024 thì những cái tiến độ về sân bay quốc tế Long Thành cũng như những tuyến đường vào sân bay quốc tế Long Thành chắc chắn đang là được rất nhiều anh chị và các bạn quan tâm. Để cập nhật những cái video về tiến độ này thường xuyên thì anh chị và các bạn chỉ cần nhấn like và theo dõi cho kênh Cine nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video sau.